ngày 26 tháng 12, thứ hai Thánh Tê-phan-ô, tử đạo tiên khởi. Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Chúng con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì ta, chúng con sẽ bị điều đến chức vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con. Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha. Thánh Tê-phan-ô xuất hiện lần đầu trong lịch sử giáo hội như một trong 7 vị phó tế mà các tông đồ đã tấn phong để trợ giúp các ngài trong việc quản trị. Nhưng ngài đã dấn mình vào việc rao giảng và hội giáo hướng tới những hội đường nói tiếng Hy Lạp. Chính ở một trong những hội đường này mà nhóm người tự do đã tố cáo ngài trước hội đồng công tọa như một người lạc đạo. Họ bắt giam và thử thách Thánh Tê-phan-ô. Lời Chúa Giêsu nói: Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha. Quả thực, sự khôn ngoan nơi Thánh Tê-phan-ô là của Chúa Thánh Thần. Vì thế, hội đồng công tọa không thể nào đối đáp tranh luận, bắt bẻ ngài được. Không những thế, ngài còn cho biết ngài đã thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Ngài đã họa lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong chính lúc bị ném đá. Nếu thuở ấy, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: Lạy Cha, còn phó linh hồn con trong tay Cha. Thì giờ đây, Thánh Tê-phan-ô đã thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con, và ngài xin Chúa tha thứ cho những người ném đá ngài. Thánh Tê-phan-ô đã đón nhận Chúa Giêsu với lòng tin cậy mến, và tỏ bày lòng tin cậy mến ấy bằng cách hiên ngang sống đức tin, vững bền đức cậy, nồng nàn đức mến Chúa yêu người. Mừng lễ Thánh Tê-phan-ô tử đạo tiên khởi trong mùa Giáng sinh. Ước gì các gia đình học được bài học trở nên bé thơ như Chúa Giêsu, để đặt vận mệnh gia đình mình vào tay Chúa Cha. Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận Chúa Giêsu Giáng sinh trong nhà mình, yêu mến lời Chúa Giêsu và tỏ bày niềm tin cậy mến qua cuộc sống chứng nhân giữa đời thường, là sống công chính theo tin mừng Chúa Giêsu đã dạy. Amen. Mùa Giáng sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thơm ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại. Sống theo lời Chúa TV, kính chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nguyện Chúa Giáng sinh, Giáng sinh trong lòng mỗi người, Giáng sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng sinh làm nồng nàn tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nồng nàn tình yêu nhân loại.
một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người an vui. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người yêu đời. Amen. Mãi
thời.